Ok, what go? Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Skyscanner Online. Hôm nay chúng ta đang ở level 36, chương 2. Ok. Level 36, chương 2. Một mình đối đầu với 42 tên khủng bố. 42 tên khủng bố, chúng ta sẽ tiêu diệt trong vòng 19 phút. Đấy. Chúng ta đang đóng vai một biệt kích. Biệt kích đi tiêu diệt khủng bố. Đấy, đánh đạn giỏi chứ. Đấy. Khủng bố nó ra liên tục. Ra liên tục. Rất nhanh. Ừ. Chúng ta sẽ nhìn map ở trên góc trái này nha. Map góc trái mình hiện tại đang có 2465. 245 tên. Ok. 245 tên. Chấm đỏ là kẻ địch đã xuất hiện nhé. Nó không xuất hiện dồn một lúc mà sẽ xuất hiện từng đợt một. Chúng ta phải chú ý mà nó đang dồn vào một chỗ. Đấy, đang dồn chỗ này. Ok. Ôi trời, ngay đây luôn. Ồ, hết đạn. Ồ, nó bắn kinh quá. Đây là đạn này. Trong map này các bạn có thể ăn thêm máu và đạn. Ở đây là bắn. Lần này chúng ta đang là chân trước của cây phun hồi ăn. Đang kinh. Ok. Trong sân này sẽ có bạn nhìn trên map ấy, sẽ có một số chỗ là chuẩn bị dấu cộng và đạn. Chúng ta có thể ăn thêm đạn cũng như là máu. Con một chỗ. Tiếp tục. Một tên ngay ở đây. Ok, chúng ta đã phát hiện cho một tên ra đây nữa. Ok, ăn đồng vàng nào. À, chạy vào trong này, chạy vào trong này đến ngoài. Ừ, ok. Ờ, còn kem 2000, lấy bao nhiêu cái? 3 cái. Hai tên luôn. 89 máu. 89 máu mà mình phải tiêu diệt 11 tên nữa. Ok. Bắn chưa được. Không thấy người đâu. À. Ô, mất máu luôn. Dã man. Ồ, hai tên cũng hết đạn. Cầu đá. Đạn. Ok. Úi trời ơi. 62 máu. Ba tên nữa và mình còn 50 ra máu. Không biết có trụ được không.
Ok, còn hai tên nữa thôi. Cân cày cấn, mình đã nhìn thấy nó rồi. Mình đã nhìn thấy địch rồi. Ok. Còn một tên cuối cùng. Chừa sức 53 máu, chừa sức tiêu diệt nó. Xong này. Ok, let's go. Tiếp tục là đi vào 37 chương 2. Đối đầu với lại 43 tên khủng bố. 43 tên tên này tiêm và nhiệt nó luôn. Tên thứ hai chọn ok đây là sát thủ khủng bố chọn. Đã mất khá nhiều máu rồi, nhưng còn có 95 máu rồi. Má, nó bắn xuyên tường rồi. Đây rồi. Ủa sao còn dấu này? Thế thật, mình đang bị bao vây. Quá dã man. Đi vào 37. Căng thẳng. Mình đi ăn máu đã. Ok rồi, 50 máu ù vào. Bọn này cuốn đồ hết rồi. Má mình phục mình ở đây. Bọn bắn trên tường rồi. Có tiếng gì ớt chưa? Đây rồi. Ôi, AK bắn gần thế. Đi vào không nào. Vẫn còn 9 tên, 11 tên nữa. Còn 11 tên. Rất nguy hiểm. Dạ. Bấm. Đi vào nhà con.
Ok, Moscow River 238. Còn là 3 nốt River này và 2 River nữa chúng ta sẽ qua cái chương 2. Qua chương 2. Một em đã ra đi. Hai em. Ồ. Ôi. Là đồng nhớ. Sợ luôn. Sợ thật. Ok, Wasco, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với River 39 chương 2 ở game FPS Chaikia Offline. Ok, đã phát hiện một tên rồi. Tức tức mình. Hai tên đã ra đi. Ba tên. Bốn tên. Này là một mình sẽ tiêu diệt đến năm tên anh chúng ta đi. Ừ. Ơi. Shot. Chúng bắn rất gần ở đây. Ai đây à? Đồng chơi rồi. Cái thằng này nó cứ đứng đây nó bắn. Để nó luôn. Chín tên nữa cơ. Đã màn đồng kinh khủng. Xuyên tường. Năm tên nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Ôi, làm sao? Ô, hết đạn. Ok. Ok, let's go, đi vào cuối cùng trong chương 2, đi vào 40 chương 2. Đi vào 40 chương 2, chúng ta phải kết thúc đi giết được 46 tên khủng bố. 46 tên. Đấy. Vụ vô cùng gì à? Đây rồi. Trong nhà này thứ cũng mới vết đất. Ừ. Nò giỏi đi đâu em. Ôi, cái đạn. Má nì. Tung ra tuyết lên. Ai xì. Hay đạn này. Máu luôn chưa? Đánh ngoài.